Xin chào các bạn, mình tên là Thùng Lâm, năm nay mình 7 tuổi. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, chính là bó đũa. Ngày xưa ở làng kia có hai anh em, hồi nhỏ thì rất hòa thuận, lớn lên ăn có vợ, em có chồng. Mỗi người ở một nhà nhưng vẫn hay va chạm nhau. Một hôm cha thấy rất phiền lòng nên cha đã gọi trai gái dâu rể đến và bảo: ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền. Mọi người bẻ nhưng mà không ai bẻ được. Cha liền bỏ bó đũa ra và lần lượt bẻ. Bốn người con bảo: bỏ bó đũa ra mà bẻ thì có khó gì đâu cha. Cha bảo: đúng vậy, bỏ bó đũa ra không khó nếu mình tách rời ra thì yếu, nếu mình hợp sức lại thì sẽ có sức mạnh. Xin chào các bạn, mình đọc xong rồi.